Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thuần thoại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá thử game đầu tiên nha. Tom Gurran, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Subway Surfers. Let's go. Thank you.
Let's go. Oh my god, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ 3. Solid Bomb 2. Let's go. Yeah.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Little Sinh Hạt. Let's go. Play. Ok. Nhảy lên. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Million. Let's go. Ok. Thank you.
Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Solid Gas. Lên. Zoom, wow, ok. Let's go. Oh. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Tom Hero. Cimento. Thank you.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Team Run 2. Let's go. Một chú tuần lộc đang leo mình. Ok. Tất cả những tựa game này cũng đang đón chào dịp Giáng sinh. Ok, let's go. Oh my god, làm sao mà tự nhiên Jin Sun Ae đã bị chết rồi. Ok, cứu cậu ta lại, cứu cô ta thôi. Tức là mình phải liêng hoàng. Oh man. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.